Cựu Phó Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng bị khai trừ đảng. Bà Nguyễn Thị Hồng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bị Ban Bí thư khai trừ đảng do vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng. Tại cuộc họp ngày 6 tháng 9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã khai trừ đảng ông Ngô Ngọc Đức, nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hòa Bình, ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính, nguyên Cục trưởng Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá các ông bà Đức, Hồng Minh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ, vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ba người này vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Bà Nguyễn Thị Hồng, 69 tuổi, từng giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2006. Bà về hưu 6 năm tại vị. Bà bị Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giữ tháng 7 về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa cùng các đơn vị liên quan, trong đó có các sai phạm tại các khu đất 39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lê Duy Minh bị bắt vào tháng 12 năm 2023 với cáo buộc nhận hối lộ liên quan đến vụ án Công ty Xuyên Việt. Ông Ngô Ngọc Đức bị bắt về tội đánh bạc hồi tháng 8. Tại cuộc họp sáng nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2020-2025, đơn vị này được xác nhận vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để đảng đoàn, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Cán sự đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong một số dự án đầu tư do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An thực hiện trên địa bàn. Bắt người đàn ông giật vé số của cụ bà. Sau một ngày gây án, người đàn ông giật vé số của cụ già ở thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đã bị bắt. Trưa ngày 7 tháng 9, Công an thành phố Buôn Ma Thuột cho biết đã bắt Nguyễn Thuận Thảo, 44 tuổi, trú tại Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, người giật vé số của cụ già trên đường Di Rút, phường Thành Công để điều tra về tội cướp giật tài sản. Người bán vé số 68 tuổi. Theo điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ sáng ngày 6 tháng 9, bà D, 62 tuổi, trú tại cư Bu, thành phố Buôn Ma Thuột, đang chống gậy đứng bán vé số trên đường Y Rút thì Thảo chạy xe máy đến giả vờ hỏi mua vé số. Sau một hồi ngó trước ngó sau thấy không ai để ý, Thảo liền giật phăng tập vé số gồm 430 tờ trên tay bà D rồi phóng xe bỏ chạy. Bà D cố giữ tập vé số nên bị té xuống đường. Tối cùng ngày, Thảo mang tập vé số về nhà. Một số người thân ở phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột ngồi dò kết quả nhưng không trúng nên đã vứt xuống con suối bên cạnh nhà. Sau một ngày tích cực điều tra, ngày khoảng 8 giờ sáng ngày 7 tháng 9, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã phối hợp với Công an phường Thành Công bắt được Thảo ở một bãi đất on trên đường Lương Thế Vinh, phường Tân Tiến. Theo Công an, Thảo từng có 3 tiền án về các tội mua bán trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản và nghiện ma túy từ nhiều năm nay. Đại tướng Phan Văn Giang thăm Mỹ. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Mỹ từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 9. Theo báo Quân đội Nhân dân, nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, đoàn đại biểu cấp cao của Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu thăm chính thức Mỹ từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 9. Chuyến thăm Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam nhằm đáp ứng chuyến thăm chính thức của Việt Nam của ông Lloyd
Austin vào tháng 7/2021, chuyến thăm đồng thời trao đổi các vấn đề về thế giới khu vực quan tâm, qua đó tăng cường lòng tin chiến lược và thúc đẩy hơn nữa những hợp tác quốc phòng giữa hai nước phù hợp với nội hàm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Mỹ, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, phát triển khu vực và trên thế giới. Trong chuyến thăm chính thức của Việt Nam, Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vào tháng 7/2021, Đại tướng Phan Văn Giang đã chủ trì lễ đón và sau đó có cuộc đàm hội với ông Austin. Tại hội đàm, hai bộ trưởng đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng Việt Nam và Mỹ, nhất là trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống, hỗ trợ Việt Nam tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, quân y đào tạo. Cũng trong chuyến thăm này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo hỗ trợ trang thiết bị phục vụ nỗ lực phòng chống COVID-19 của Việt Nam. Hai bộ trưởng đã chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ về hợp tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam, đồng thời trao cho nhau một số kỷ vật chiến tranh. Chuỗi cầm đồ F88 lãi gần nửa tỷ mỗi ngày. Trong 6 tháng đầu năm, chuỗi cầm đồ F88 có 89 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, có lãi trở lại sau một năm lỗ lớn. Thông tin trên công ty cổ phần kinh doanh F88 báo cáo trong bản công bố thông tin mới đây, trung bình mỗi ngày, chuỗi cầm đồ này lãi hơn 489 triệu đồng trong nửa năm. Con số trên cải thiện so với mức lỗ 368 tỷ đồng cùng kỳ và lỗ gần 529 tỷ đồng của cả năm trước. Lợi nhuận bán niên năm nay cao hơn tổng lãi cả năm giai đoạn 2019 đến 2021. Trước đó vào quý 1, công ty đã báo lãi sau thuế 31 tỷ đồng. Ban lãnh đạo cho biết nguyên nhân là nhờ vào các khoản vay chất lượng, quản lý rủi ro tốt hơn, quy trình thu hồi nợ cũng hiệu quả hơn, giúp cải thiện chi phí giảm 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ khách hàng mới cũng được tiếp tục tăng trưởng ổn định ở mức 9%. Kết quả kinh doanh cải thiện nhưng vốn chủ sở hữu kỳ này giảm nhẹ hơn 4% về 1.520 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả cũng dày thêm 30%, ghi nhận khoảng 2.970. Công ty cổ phần kinh doanh F88 được thành lập năm 2013, vận hành chuỗi cầm đồ cùng tên. Đây được xem là đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân có quy mô và tốc độ phát triển nhanh nhất tại Việt Nam. Công ty có hàng trăm chi nhánh khắp cả nước, xuất hiện ở các xã, huyện, nông thôn. Từ năm 2017, quỹ đầu tư Mekong Capital rót tiền vào F88 và trở thành đối tác chiến lược. Năm nay, chuỗi cầm đồ này đặt mục tiêu mở rộng danh mục cho vay và đưa tổng doanh thu tăng trưởng ở mức 2 con số. Họ cũng đang tập trung tối ưu năng suất mạng lưới phòng giao dịch song song với việc mở thêm 80 phòng giao dịch. Công ty còn lên kế hoạch ra mắt các dòng sản phẩm mới nhằm tăng doanh thu, mở rộng thị trường, triển khai phương thức kinh doanh bảo hiểm mới.